Hội chợ trái cây Macfruit lần thứ 38 vừa được tổ chức tại thành phố Rimini thuộc vùng Emilia-Romagna của Italia. Hội chợ quy tụ khoảng 800 gian trưng bày và thu hút 500 nhà nhập khẩu trái cây từ các nước trên thế giới cùng góp mặt. Hội chợ được ví như sân chơi hàng đầu châu Âu của các đặc sản trái cây. Điều đặc biệt là một số sản phẩm nông sản của nước ta cũng đã có mặt tại hội chợ quan trọng này. Macfruit 2021 là sự kiện quan trọng đầu tiên dành cho lĩnh vực trái cây được tổ chức trong khu vực châu Âu sau gần 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Đặc biệt, gian hàng trưng bày do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp với tỉnh Sơn La và Bến Tre tổ chức lần đầu tiên được đưa ra các mặt hàng trái cây từ Việt Nam đến với sân chơi quan trọng hàng đầu ở châu Âu này. Hiện diện nổi bật tại hội chợ, những đặc sản trái cây tiêu biểu như bơ, nhãn, hồng, xoài cùng các nhãn hiệu như trà, cà phê Sơn La đã thu hút khách tham quan đến tìm hiểu và thưởng thức. Với việc tham gia hội chợ Macfruit 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cho thấy mong muốn và nỗ lực của tỉnh Sơn La trong việc tăng cường giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh ra thị trường thế giới. Hội chợ còn là nhịp cầu giúp cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước có điều kiện tiếp cận, kết nối với những đối tác sở hữu công nghệ tiên tiến về sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm hoa quả của Italia. Hội chợ lần này là bước khởi đầu quan trọng mở đường cho sự tham gia hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp Việt Nam tại Italia và các nước Liên minh châu Âu EU nói chung trong thời gian tới.